Nhật chính là Đức của châu Á và ngược lại Đức chính là Nhật của châu Âu. Ủa mà sao kỳ ha, có nhiều người hay kiểu kể chuyện xong rồi họ khơi ra xong rồi họ chốt liền luôn. Xin được chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đang cùng đến với Sing Japan Spotlight. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì địa điểm của Sing Japan Spotlight là ở trong không gian của một cái quán cà phê, khiến cho cá nhân Quang Bảo nhớ lại những cái tháng ngày khi còn là sinh viên, được học tập rồi được làm bài tập nhóm cùng với lại những bạn bè của mình. Thì ngày hôm nay chắc là có lẽ là bởi vì cũng là trong tháng 11 chúng ta có một cái ngày, đó chính là 20 tháng 11 ngày Nhà giáo Việt Nam. Cho nên Sing Japan Spotlight đã mời đến đây một nhân vật. Anh ấy không chỉ có một giọng hát rất hay mà anh ấy còn là một giảng viên dạy tiếng Đức, đó chính là giảng viên ca sĩ Hồ Trung Dũng. Xin chào Quang Bảo và xin chào tất cả mọi người. Khi được có mặt trong Sing Japan Spotlight và chia sẻ về một cái chủ đề mà Dũng cảm thấy cũng rất là yêu thích, đó là nước Nhật, những thứ liên quan đến nước Nhật, và hy vọng chúng ta sẽ một buổi nói chuyện trao đổi và thật là cởi mở với nhiều người luôn. Có thể nói là Sing Japan Spotlight luôn muốn được lắng nghe những cái chia sẻ cũng như là những cái kinh nghiệm của đến từ các khách mời khi mà họ đã có được những cái trải nghiệm thú vị tại đất nước mặt trời mọc. Thì thôi, ngay cái phần đầu của chương trình thì đối với anh Hồ Trung Dũng, nước Nhật đã để lại cho anh một cái ấn tượng như thế nào? Những ai mà theo dõi Dũng thì biết là gần như là năm nào Dũng cũng đến Nhật 1 đến 2 lần. Nước Nhật là một cái nơi mà Dũng cảm thấy không bao giờ chán hết, bởi vì nó có những cái tương phản. Đối với Dũng thì mọi thứ từ con người, đất nước cho đến tính cách vân vân, nó có hai cái mặt rất là đối lập nhau, hiện đại, cổ kính, và tất cả mọi thứ đều đến nơi đến chốn chứ không bị lưng chừng. Và vì thế là Dũng có một cái tình cảm rất là nhiều cho nước Nhật, và đó cũng là lý do mà Dũng đã chọn du lịch ở Nhật và cũng như làm MV ở Nhật. Anh Dũng là dùng cái từ tương phản thưa quý vị, nhưng mà cá nhân Quang Bảo thường hay dùng một cái từ, Bảo phải mượn của từ tiếng Anh, đó là từ extreme đó. Tức là cái gì nó cũng sẽ phải là ở một cái mức độ gọi là một cái level rất là cao. Vậy thì tại sao anh Dũng phải thích cái điều đó của người Nhật? Dũng nghĩ là cũng liên quan đến mình. Những ai mà biết Dũng sâu hơn một chút thì cũng sẽ biết là Dũng là một người có những cái mặt cũng rất là ngược với nhau. Những thứ mà Dũng thích, những con người mà lôi cuốn Dũng cũng là dạng như vậy. Một mặt là những con người rất là trách nhiệm, rất là chỉnh chu, rất là nghiêm túc với những gì mình làm, nhưng mà có một cái sự nổi loạn cũng rất là ngầm. Mình đến Nhật thì mình cũng sẽ thấy như vậy, đúng không? Khi mà đến với lại những gì truyền thống thì họ thực sự rất tôn trọng nó. Dũng còn nhớ rất là kỹ là Dũng đến một cái ngôi đình, và ở đó thì gần như hôm đó không biết sao không có khách nào cả. Nhưng mà đúng cái giờ đó, đúng y bon cái giờ đó là họ vẫn làm đúng cái nghi thức như ngày xưa, và họ vẫn cúi chào, đi vài bước rồi làm tất cả thủ tục mà không cần quan tâm coi là có người xem hay không. Và cái điều đó làm cho Dũng cảm thấy rất là khâm phục của họ, có nghĩa là họ thực sự thả mình, rất là chân thành với những cái điều mình đang làm, chứ không phải làm như là một cái show để cho khán giả xem, còn không có khán giả thôi mình dẹp, đúng không? Thì đó là một những thứ mà Dũng thực sự rất là thuyết phục. Mặt còn lại thì mình lại có những con đường mà ở đó là mọi người muốn mặc đồ kiểu gì thì mặc. Muốn nổi loạn kiểu gì thì nổi loạn, đúng không? Thì Dũng nghĩ rằng là cái sự kết hợp đó làm chúng ta không bao giờ bị chán. Đó là cái về mặt cá nhân, khi mà mình thích một cái đất nước nào đó về những tính cách, về văn hóa, về con người của nơi đó. Thế còn cái quyết định mà khi mà ngày đó anh lựa chọn nước Nhật là cái nơi để mà mình thực hiện MV Tình yêu là đấy, đúng không ạ? Thì lý do tại sao anh lại lựa chọn nước Nhật, nó dựa trên yếu tố nào? Yếu tố đầu tiên chắc là nãy giờ mình nói rồi, yêu mến nước Nhật, đúng không? Và cũng muốn làm một cái trải nghiệm gì đó nó lạ lạ cho chính mình. Tại Dũng nghĩ đến một cái tuổi mà Dũng nghĩ mình đã có thể không suy nghĩ quá nhiều, mình cứ làm thôi. Mình muốn đưa nó vào trong cái đứa con tinh thần của mình, và chọn đúng cái thời điểm mà mình yêu thích nhất và đến đó để trải nghiệm. Chính Dũng là trải nghiệm, bởi vì thực ra Dũng không hề biết là câu chuyện như thế nào cả, bởi vì ở một nước khác mà ekip mình không đầy đủ, đúng không? Di chuyển cũng rất là khó khăn, vân vân. Thì Dũng còn nhớ là những cái trải nghiệm, ví dụ như Dũng còn vừa là người gần như là hậu đài thực ra là cũng có kế hoạch, có nghĩa là mình biết được những gì đặc trưng nhất của nơi mình cần đến. Ví dụ cái ngã tư mà rất là nổi tiếng, nơi mà mọi người mỗi lần mà đèn đỏ một cái đó là mọi người băng qua chỗ đó, chắc chắn là sẽ phải quay. Và trước khi đi thì anh cũng đã liên lạc với lại một bạn người Việt ở bên đó, là hoa khôi người Việt tại Nhật. Và nhờ bạn đó sẽ là đóng vai là nữ chính trong cái MV đó. nhưng mà thật sự là mối tình giữa nam chính và nữ chính như thế nào thì chưa biết. Là đến đó bắt đầu sẽ ngồi nghĩ ra và vẽ, tại vì còn phải coi tính cách của bạn như thế nào, bạn ấy thoải mái với việc gì thì mình mới vẽ ra câu chuyện mà nó phù hợp ở được. Và thực ra là một trải nghiệm rất là vui. Làm cái MV đó không chỉ tặng cho khán giả mà thực sự là một cái kỷ niệm để mà tặng cho chính bản thân của mình. Coi như là trong kế hoạch nó có một cái sự ngẫu hứng. Và lần đó anh nhớ là cái chi tiết mà lần đó để ý nhất đó là đi tìm cái lá mùa thu, cái lá vàng hoặc lá đỏ. Đề bài đặt ra là bây giờ mình phải tìm cái lá màu vàng màu đỏ để quay cái cảnh là cầm cái lá lên xem. Và nhớ là các bạn trong ekip và ngay cả các bạn nó sống ở Nhật lâu rồi nói là anh cứ việc đi ra tìm một cây nào đó hái lá cho em, lá đẹp cho em. Nó không thể nào, lá người ta là lá rất là trân trọng, mình không thể nào mình đi hái lá đang trên cây được. Thế là anh phải chạy vòng vòng khắp nguyên công viên đó, công viên Shinjuku, để tìm được một chiếc lá lành lặn nhất, còn mới mẻ nhất, còn tươi nhất mà nằm dưới đất rồi. Và bạn người Việt đó thì nói là hình như anh còn Nhật hơn là cả em. Em cũng thấy vậy. Đi công viên tìm lá thưa quý vị. Em để ý là lúc đó mọi người đang đứng cầm máy chụp hình chụp từng cái lá một. Em tưởng tượng cái cảnh đó đang có khoảng 10 người bao quanh cái cây, mà em lại em thử hái cái lá coi là họ làm gì em thì em biết. Đâu có gì đâu, lên YouTube thôi. Nhưng mà đó là cái sự trân trọng mà chúng ta cũng học được từ người Nhật, đúng không ạ? Họ trân trọng từng cái cây, từng ngọn cỏ, từng tất cả những cái thứ gì xung quanh cuộc sống của chúng ta. Đối với cá nhân Quang Bảo thì khi tới Nhật có một cái điều mà Bảo lúc nào cũng phải làm, đó là cái việc là phải tắm onsen. Không biết anh Dũng có cái trải nghiệm đó không ạ? Nếu mà đi tắm onsen thì mình phải đi đến một cái chỗ đặc biệt dành cho nó, chứ nó không phải là lần nào cũng có được. Thì cái trải nghiệm anh nhớ nhất về onsen Nhật Bản là lần đó anh đến Kinosaki Onsen, một cái thành phố rất là nhỏ, đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố này có 15 phút thôi. Và thành phố đó nó có khoảng 7 cái nhà tắm công cộng. 7 cái onsen công cộng. Và nếu mà em ở trong một trong những cái nhà kiểu người Nhật á, ryokan ở bên đó đó, thì em sẽ được phát một cái chồng phiếu mà em có thể vào bất cứ cái onsen nào mà em thích. Và em cũng có thể mặc bộ đồ kiểu như là kimono mà cho nam á, để đi bộ từ đằng đầu kia. Và cái trải nghiệm nó rất là buồn cười, cứ không có làm gì trên, cầm đúng cái giỏ. Cầm đúng cái giỏ, đi đầu này đến đầu kia, đi từng cái một, vô mỗi cái tắm tầm 15-20 phút đến nửa tiếng hoặc 1 tiếng đồng hồ, rồi đi ra về nhà ngủ, thức dậy lại đi tắm. Một ngày chỉ đi tắm thôi. Bảo tưởng là anh Dũng kêu là tắm xong rồi về nhà ngủ, Bảo tưởng là đi tắm chỗ này xong rồi đi qua chỗ kia tắm tiếp. Có. Cũng được mấy cái rồi mới về nhà ngủ. Tại vì mỗi chỗ rất là khác nhau. Và cái mà anh thích nhất lần đó là ở ngoài trời nó là ngay cái sườn đồi, và bên sườn đồi đó thì nó có những cái cây phong đó, thì lá đỏ, lá vàng và nước thì đang bốc khói lên. Thì một trong những cái điều mà anh đang mong muốn khi mà có thể du lịch trở lại đó là đi tắm onsen vào mùa đông. Ngay bây giờ sẽ là phần mà Bảo tin là rất là nhiều các bạn khán giả đang chờ đợi, đó chính là cái phần thử thách khách mời mang tên Nhật Bản 5 giây. Nhưng mà phải nói là trong 2 năm vừa rồi bị nhốt nhà quên hết rồi. Không sao, bây giờ mình có dịp để kiểm tra lại. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Hãy kể tên một bộ phim Việt Nam được quay tại Nhật Bản. Áo lụa đông à? Hả? Mượn điện thoại. Alo? Bộ phim Việt Nam được quay ở Nhật Bản. Alo chị Trương Ngọc Ánh ơi. Anh Hồ Trung Dũng vừa nói rằng là Áo lụa đông quay ở Nhật Bản. Chị confirm giúp em. Đấy, tự nhiên đấy nói đến mà chị vẫn còn nổi da gà. Dạ không anh ạ. Ok, thì làm giữ em được thôi. Phim đó là có liên quan tới Nhật Bản là bởi vì đã đạt được giải thưởng là được khán giả yêu thích tại Nhật Bản trong một liên hoan phim, nhưng mà không phải quay tại Nhật Bản. Thì có rồi, có Nhật Bản trong đó rồi. Không, dạ không liên quan anh. Thì phim mang Nhật Bản chiếu. Chiếu thôi chứ không có liên quan. Được quay tại Nhật Bản anh. Người Nhật là tới chính xác lắm anh. Từng chi tiết người Việt mà. Không, show Nhật anh. Con hai đi em quyết. Rồi con hai đi. Rồi, không phải để cho em nói thiếu. Rồi. Có những bộ phim được quay tại Nhật Bản giống như là Nhắm mắt thấy mùa hè, hay là Rừng Na Uy, một bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng, rất là nổi tiếng. Rồi, câu số 2. Hy vọng câu này anh có điểm. Nihongo có nghĩa là gì? Tiếng Nhật. Đúng rồi, tiếng Nhật anh. Tiếng Nhật nghĩa là gì? Tiếng Nhật. Là tiếng Nhật hả? Ok. Tính gài mà gài không được. Câu số 3. Điểm đặc biệt tại công viên Nara, Nhật Bản là có các chú nai biết cúi đầu chào khách. Đúng hay sai? Cúi đầu chào khách? Nó có khách phải nhường đường cho nai chứ làm gì có chuyện nó cúi đầu chào mình. Vậy mới hay anh. Nếu mà em nói là đúng hay sai câu đó thì nó có sai. Anh câu đó sai. À, câu đó là đáp án chính xác. Không, là đúng. Không, có nai thì đúng, nhưng mà nai cúi đầu chào người là sai. À, các chú nai biết cúi đầu chào khách thôi anh. Câu số 4, đồng phục thủy thủ là tên gọi một loại đồng phục phổ biến tại Nhật. Đúng hay sai? Hình như là đúng. Hình như là đúng cái gì? Chắc hay là không? Anh nghĩ là đúng. Đừng có anh nghĩ là đúng chắc hay là không. Thì bây giờ nó anh nghĩ đúng rồi, đó là suy nghĩ của anh. Là anh chắc chắn đúng không? Đúng rồi, cho nên bây giờ phải là câu trả lời cuối cùng của anh là đúng sao? À. Đúng. 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 Dạ rồi, chính xác. Chúc mừng anh. Rồi, khách du lịch trước khi vào thăm các đền, chùa tại Nhật Bản thì cần làm gì ở các bể nước Temizuya? Anh thì không biết cái tên tiếng Nhật đó, nhưng mà anh thấy trước mấy đền chùa nó có cái như cái giếng gì đó, và người ta thường thường hay rửa tay. Và anh nhớ rằng là người ta nói rằng là đó là mang lại niềm may mắn cho mình. Rửa tay là đáp án chính xác, nhưng chỉ đúng 50% thôi. Bên cạnh rửa tay xong, chúng ta còn phải xúc miệng nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Không, anh không làm chuyện đó. Không, mà sao cái đợt này chúng ta cũng hiểu được đợt này không? Đúng. Nhưng như vậy là anh chỉ được nửa điểm thôi. Nửa điểm thôi. Bây giờ nếu mà anh thắng được cái điểm này nữa là anh sẽ thắng nè. Chuẩn bị chưa? Trời đất lòng vậy sao? Có nghĩa là muốn làm sao không muốn khách mời được chọn điểm, đúng không? Được 3,5 điểm. Câu hỏi của em đã sai rồi. Làm gì để ra phải hỏi rằng là làm hai điều gì, và câu này phải có 2 điểm trong đó. Anh ơi, anh đổi ghế với em không? Anh là thầy giáo, có nghĩa là nhưng mà cái nguyên tắc khi mà đã đề thi cho học trò là cái gì? Chấm điểm nó phải công bằng. Sẽ những trường hợp học trò nó trả lời cho em có 1 vế thôi, mà câu hỏi của em nó là tại vì thầy hỏi 1 điều à, em trả lời 1 điều thầy muốn gì nữa. À, đúng không? Thì ra anh học được điều này từ học trò của anh sao? Đúng rồi, học trò nó dạy cho anh rất là nhiều. Rồi, nhưng mà thôi cái đó là mình về trường mình dạy anh nha, còn ở đây là show của em nha. Rồi, có theo. Câu này dễ, chung là em cho anh thắng mình đừng có lo. Rồi, kể tên 1 lợi ích, cái này là chính xác rồi nha anh. 1 thôi nha, chứ không có nhiều nha. Kể tên 1 lợi ích của việc tắm onsen. 1 lợi ích hả? Dạ chỉ 1 thôi anh. Nó là có nhiều chất, có nhiều khoáng chất, và nó sẽ tốt cho sức khỏe, nó bổ sung khoáng chất chúng ta, tốt cho da. Anh kể nhiều hơn 1 rồi đó. Thư giãn. Cuối cùng là đúng không ạ? Chính xác, xin chúc mừng anh Hồ Trung Dũng. Yeah. Trong đó có mấy cái? Cũng nhiều lắm, nhưng mà nói chung là giãn gân cốt, rồi làm giảm stress, rồi thư giãn, làm đẹp da. Nói chung là giãn gân cốt nha. Thật ra là không, cái này thiệt mà, tại vì em nhớ hoài là có một cái lần mà em đợt đó là em đi quay chương trình xong em ở lại thêm, nhưng mà tại vì mình chỉ đi có một mình thôi, cho nên là mình ở trong một cái khu, rồi là giống như ở trong mấy cái pod á, là kiểu là mình ở chung với người ta, thì nguyên một cái tầng đó là mỗi người có một cái chỗ để ngủ, nhưng mà có một cái tầng là tắm chung, là ở khu Ueno. Coi như là cứ là đi 1 ngày về mệt, thiệt là mệt, xong rồi cứ lên tắm onsen, xong rồi là cứ thấy cái người đó thoải mái hẳn luôn á. Thực ra khi mình tắm onsen không để ý nhiều đến những cái tác dụng của nó, chủ yếu của anh là về cái experience, cái trải nghiệm thôi. Anh thích nhất là được tắm onsen ngoài trời, và khi kế bên nó có một cái núi, một cái rừng hay một con suối, là anh thích nhất, và anh luôn luôn chọn những chỗ như vậy mà anh đi. Dạ rồi. Thôi nói chung là hy vọng rằng lúc nào đó em sẽ thắng được cái vé của anh để mà em đi qua bên Nhật. Ủa vậy là bây giờ chương trình tặng vé cho anh hay sao? À không, tặng quà anh. Từ hồi đầu giờ phải nói là tặng quà. Giờ rồi. Và như vậy là ca sĩ Hồ Trung Dũng của chúng ta đã giành chiến thắng ở phần thi là Nhật Bản 5 giây. Đến cái phần này thì đây là một cái hộp bí mật của chương trình. Thì ở cái phần này á, bình thường là các khách mời sẽ được quyền lựa chọn những gì trong cái hộp này để mà chia sẻ về những cái kỷ niệm của mình liên quan tới nước Nhật. Nhưng mà ngày hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, cho nên em thay mặt các học sinh, em lựa chọn giùm anh. Được không ạ? Đúng là cái sự tấm lòng biết ơn đối với người thầy. Rất trân trọng. Dạ rồi. Rồi. Ngày hôm nay từ khóa đầu tiên để có thể lắng nghe những chia sẻ của anh đó chính là từ Aki, mùa thu. Hồi nãy là anh đã kể về lá phong đỏ rồi, câu chuyện làm MV rồi. Thế thì đối với anh là mùa thu ở Nhật có thêm một cái điều gì đặc biệt hay là một cái kỷ niệm gì đó nó không liên quan tới cái MV đó mà liên quan tới những cái chuyến trải nghiệm của mình em? Thực ra thì mọi người thường hay nói về nói nước Nhật á, thì sẽ hay kể về hoa anh đào. Và anh cũng đến nước Nhật vào mùa hoa anh đào cũng 2 lần, đi biểu diễn cũng có, đi thăm cũng có. Nhưng mà cái thời gian mà làm cho anh thực sự là cảm thấy rung động nhất là mùa thu. Vì thế là luôn luôn là kiếm thời gian để đến nước Nhật vào mùa thu. Thậm chí là có thể bay từ Mỹ về cũng sẽ dừng lại đâu khoảng 2 đến 3 ngày chỉ để có thể cảm giác là có cảm giác của mùa thu. Có lẽ nó hợp với lại cái tính của anh. Đúng là trong đó có một cái gì đó nó lãng mạn và nó hơi hoài niệm một chút xíu. Và có thể là cái mùa xuân á, nó làm cho mình cũng rất là đẹp, cũng rất là ấn tượng. Nhưng mà không có mùa nào nó làm cho anh luôn luôn mỗi lần nhìn thấy là anh wow. Và tự nhiên là mình bị bay ra khỏi, như cái hồn bay khỏi phách vậy đó. Thực sự là cảm giác như vậy, đứng là hoàn toàn choáng ngợp bởi nó, bởi những cái màu sắc. Và mình cảm giác là thiên nhiên nó rất là tuyệt vời. Và mình nhỏ bé so với thiên nhiên đó. Và cảm giác đó thường thường sẽ hiếm khi nào mình có trong cuộc sống này. Bởi vì con người mình thì thường hay là chúng ta là chủ của thế giới, đúng không? Chúng ta làm chủ thế giới, chúng ta là người điều khiển tất cả mọi thứ. Nhưng mà thật ra khi đứng trước không gian đó mình nhận ra rằng là mình rất là nhỏ. Và anh thích cảm giác đó. Có thêm một cái chuyện cũng rất là cá nhân nữa là có một lần là anh mừng sinh nhật cùng với lại người yêu của anh bên Nhật, cũng vào mùa thu. Cho nên là Cái cảm giác lúc đó chắc nó phải khác dữ lắm. Khác dữ lắm. Ủa mà sao kỳ ha, có nhiều người hay kiểu kể chuyện xong rồi họ khơi ra xong rồi họ chốt liền luôn. Họ sẽ không có thể nào mà kể thêm một vài những cái chi tiết gì. Phải vậy đó là nghệ thuật kể chuyện. Để cho người ta muốn tìm hiểu mà không được hiểu. Thôi nói chung là chuyện cá nhân thì cũng không hỏi sâu. Rồi, từ khóa tiếp theo trong ngày hôm nay đó chính là Nihongo, tiếng Nhật. Với một cái người mà có thể nói là dạy về ngôn ngữ, anh Hồ Trung Dũng mà biết rồi là anh đã dạy về tiếng Đức cũng rất là nhiều năm rồi. Thì không biết là đối với anh là anh khi mà tiếp xúc với lại người Nhật và đặc biệt là tiếng Nhật thì anh có cái trải nghiệm gì đặc biệt với lại cái ngôn ngữ này, cũng như là có bao giờ anh nghĩ rằng là mình sẽ có thể thử sức cái chuyện là mình dạy tiếng Nhật không? Dạy là không có rồi đó. Dạy là không bao giờ được. Thực ra Dũng là có thể là dân ngôn ngữ, nghĩa là Dũng rất là yêu ngôn ngữ và Dũng rất là nhạy cảm với ngôn ngữ. Dũng còn nhớ lần đó là khi đang đi dạo qua công viên thì có một nhóm, một công ty, không biết sao như là cuối chiều thứ Sáu họ bước ra ngoài, họ đứng, họ giao lưu, sếp nói chuyện với nhân viên gì đó và họ nói rất là lớn và Dũng nghe được cái tiếng Nhật và Dũng cảm thấy là tiếng này nó rất là thú vị. Cái âm thanh của nó Dũng thấy nó khá là thú vị. Nó là một cái hệ ngôn ngữ hoàn toàn khác so với là tiếng Việt hay là tiếng Anh, tiếng Đức. Tiếng Việt này là ngôn ngữ đơn lập, tiếng Anh, Đức thì là biến hình, mà Nhật thì là chắp dính, có nghĩa là mọi thứ nó cứ ráp thêm vào, cho nên chữ nó rất là nhanh và rất là dài và thực sự rất là khó nghe. Và nhưng mà Dũng có nói là ok, mình sẽ học thử coi làm sao. Tại vì thường thường ta hay nói là cái ngôn ngữ nó làm cho mình ảnh hưởng đến tư duy của mình. Nếu mình học một cái hệ ngôn ngữ khác thì cách tư duy của mình nó cũng sẽ khác. Và đó là lý do mà Dũng thực sự muốn khám phá nhiều cái hệ ngôn ngữ khác nhau. Và Dũng có thử học một thời gian, và cảm thấy cũng khá là thích. Cái điểm khó là Dũng không có cái môi trường để Dũng sử dụng lâu dài. Và vì thế là chỉ học được có khoảng 1-2 tháng thì Dũng tạm thời dừng lại, mà cũng chỉ có vài buổi thôi. Dũng có hát thử bằng tiếng Nhật một lần. Dạy thì không rồi đó, nhưng mà hát thì dám thử sức, tại vì bởi vì đã được chỉ cho, được ghi chú lại, được phiên âm, và khi vào thu âm thì có thời gian để mà luyện tập hơn chút xíu. Thì đó là một cái thử sức trong bài hát là Người Yêu Ơi coi BTO, và Dũng có ra mắt trong cái dự án là The Sau Bốc mùa 2 của Dũng. Lần này không phải là một từ khóa mà là một câu ngạn ngữ Nhật. Vạn ngày học không bằng một ngày được học với một người thầy tốt. Ok. Anh cảm nhận điều này như thế nào? Đúng một phần. Ngày xưa đúng hơn bây giờ, anh nghĩ vậy. Có lẽ câu này là câu ngạn ngữ cho nó cũng khá là lâu rồi. Thật ra rõ ràng một người thầy luôn luôn là rất là quan trọng, bởi vì quan trọng nhất là cái người mà chỉ cho mình cái hướng đi. Và quan niệm của riêng Dũng là chúng ta đều có trong mình nhiều hơn là mình nghĩ, mình tin ở chính mình. Giống như ngày xưa khi mà Dũng mới đi hát bè chẳng hạn đi, Dũng không bao giờ nghĩ rằng là Dũng có thể đi hát solo. Không tin vào chính mình làm chuyện đó. Nhưng mà có những người xung quanh, phải là những người thầy, những người nhạc sĩ nghe Dũng hát và nói rằng là Dũng ơi mày phải đi hát solo đi, vân vân, mình sẽ làm được. Hoặc là hồi đó không bao giờ Dũng nghĩ là Dũng có thể làm MC, có thể nói chuyện nhiều, tại vì cái lưỡi Dũng nó bị dày, cho nên nói rất là dễ bị lấp. Nhưng mà lúc đó thì chị Quỳnh Hương lại mời Dũng làm MC chương trình Hay Là Muốn Nói, và Dũng hoàn toàn rất là bất ngờ, không bao giờ mình nghĩ trong đời này có thể đứng lên để nói. Thì cuối cùng thì lại đẩy mình ra khỏi cái vùng an toàn của mình, và mình nhận ra là trong người mình nó có nhiều hơn rất là nhiều so với những gì mình tưởng. Và Dũng cũng quan niệm như vậy. Có thể những người mà học chung với Dũng sẽ cảm giác đôi khi bị Dũng đẩy hơi nhiều. Nhưng mà Dũng muốn họ nhìn thấy được cái tiềm năng của họ. Họ đi ra khỏi cái vùng mà họ trước giờ cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng an toàn. Và đó là Dũng nghĩ cái vai trò rất là lớn của người thầy. Rõ ràng là anh Dũng làm hai công việc nó gần như là nó nhìn vào thì rất là khác nhau. Khi mình là một ca sĩ thì mình sẽ bay bổng, mình sẽ thả mình vào bài hát, và đặc biệt là trên sân khấu khi mình biểu diễn bài hát đó. Còn đối với người thầy thì lúc nào mình cũng sẽ phải là một cái người không chỉ là mình giữ những cái sự mực thước cho cá nhân mình, mà mình còn phải giữ những cái điều đó dành cho học trò của mình. Thì lúc đó anh Dũng là một người như thế nào? Dũng đặt cái mục tiêu của Dũng là Dũng đi truyền cảm hứng. Ngay cả trong hát, cái cách mình nói về những gì mình nghĩ cho đến chuyện đi dạy đều là như vậy. Dũng nghĩ khi Dũng đi hát, ngoài cái chuyện Dũng chia sẻ cảm xúc với mọi người, thì Dũng còn truyền một cái cảm hứng cho mọi người để tìm được đến cái tâm hồn của mình, đến chính cái cảm xúc của chính mình, và có thể mở lòng mình ra để mà chia sẻ cùng với những người khác. Dũng nghĩ điều đó cực kỳ quan trọng trong cái thời hiện đại ngày nay. Ngày nay chúng ta viết rất nhiều, nói rất nhiều, lên mạng chia sẻ rất nhiều, nhưng mà trong đó có bao nhiêu thật sự là cái suy nghĩ thật của mình, cảm xúc thật của mình, nó là câu hỏi hoàn toàn khác. Và Dũng nghĩ là thông qua âm nhạc đó là kênh rất là tốt để chúng ta có thể cùng nhau kết nối, cùng nhau chia sẻ. Đối với lại học trò của Dũng, sinh viên của Dũng, thì Dũng y chang như vậy. Cái Dũng lớn nhất Dũng muốn từ cho mọi người thấy là truyền cảm hứng về tiếng Đức cho mọi người. Nếu mọi người thấy cái tiếng rất là khó đó, Đức hơi khó một chút xíu, thấy nó có gì đó, nó thú vị riêng của nó khó, nó có cái điểm hay của cái khó, tìm được cái động lực đầu tiên để có thể đi. Và Dũng đẩy mọi người thêm một chút xíu nữa thì chắc chắn là mọi người sẽ đi được đường dài. Bởi vì như Dũng nói bây giờ, anh nói bây giờ là các bạn trẻ đó, có được cái khả năng để có thể tự sáng tạo, các bạn có sự tự do và có nguồn thông tin rất là phong phú. Chỉ có điều là các bạn có tự đẩy mình đi hay không thôi, học đến cỡ nào thôi. Cho nên bây giờ nó là hai cái thái cực rất là riêng. Một cái nhóm thì lại cảm giác là lười hơn ngày xưa, bởi vì mình có mọi thứ nó dễ quá. Nhưng cái nhóm còn lại, nếu mà các bạn có được cái lửa đó, có được động lực đó thì đi rất xa hơn rất nhiều so với thế hệ của anh ngày xưa. Vì thế anh muốn truyền điều đó cho các bạn. Giống như trong câu này thì cá nhân bạn bảo thấy rằng là thực ra cái việc người thầy bây giờ định hướng rất là quan trọng, nhưng mà người thầy cũng sẽ chỉ giúp ở cái đoạn đầu thôi. Quan trọng là các bạn muốn giỏi hơn thì các bạn phải chính là những cái người đào sâu. Và Bảo nghĩ rằng là đối với lại mình có thể học được cái điều này từ người Nhật. Người Nhật họ rất là chăm chỉ, và khi mà họ tập trung cho một cái gì thì họ luôn luôn tập trung một cách gọi là tối đa cho cái điều đó. Đối với lại anh ấy, thì Nhật chính là Đức của châu Á, và ngược lại Đức chính là Nhật của châu Âu. Hai bên rất là giống nhau ở cái sự kỷ luật, ở cái sự nghiêm túc, ở cái sự đúng giờ, làm đến nơi đến chốn, đầu tư rất nhiều về cái chất lượng, làm không phải để hù ai đó, để khoe với ai đó, mà làm để thỏa mãn chính mình trước, để mình thấy tự hào về cái mình làm trước. Và mặt còn lại thì họ là một sự tự do rất là lớn. Ví dụ như ở Đức sẽ có những cái bãi tắm biển, em biết không, hoàn toàn là khỏa thân chẳng hạn đi, không phải nước nào cũng có, gọi là FKK. Và ở nước Nhật sẽ có những cái sự thoáng khác, có những sự phá cách khác. Thì hai cái văn hóa đó nó có những điểm chung như vậy mà nó làm cho anh là, có lẽ như từ đầu anh nói đó, tương phản đó, nó làm anh hấp dẫn ở cả những nền văn hóa khác nhau. Bảo cũng thích cái điều đó từ cả hai quốc gia. Tôi sẵn tiện ở đây khi mà anh nói về nước Đức với Nhật thôi, hay là bây giờ anh nói một cái điều gì đó, cái cảm xúc của anh về nước Nhật nhưng mà anh nói bằng tiếng Đức được không? Japanisches ein Land, in das ich mich wirklich verliebt habe und in das ich jedes Jahr reisen möchte. Hình như hai cái thứ tiếng cũng dính nhau hay sao? Anh cứ tiếng nào mình nói nhanh nó cũng dính hết trơn. Mình nó nghĩa là gì, anh có thể dịch lại? Sau đó đơn giản là nước Nhật nước đẹp mà tôi rất là yêu, phải lòng với nó và tôi muốn đến thăm nó mỗi năm. Và đó là cái phần chia sẻ. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là một cái phần thử thách anh nữa đây. Thử thách hoài vậy. Cứ tặng một ly cà phê xong thử thách là sao? Đúng rồi anh, chương trình Nhật mà giống như anh nói đó, nó phải là có hai thái cực. Một thái cực nó sẽ ngồi yên lặng. Không, anh thấy người Nhật họ rất là công bằng em. Và họ rất là khi mà người khác thắng một cái gì là họ sẽ có quà rất là hậu hĩnh nữa. Lần này là có quà đó Điến Tống, em hứa lần này là có quà. Rồi, ok. Và bây giờ sẽ là một cái phần thử thách Hồ Trung Dũng. À, không biết anh có khéo tay không anh? Không. Anh không khéo tay hả? Vậy rồi, vậy thì cái này rất là hợp với anh. Mình sẽ chơi gấp giấy origami anh ạ. Nhưng tuy là anh không khéo tay, nhưng Bảo cũng không muốn làm khó anh, cho nên là anh sẽ gấp giấy origami hình con hạt. Và trong thời gian gấp giấy, để anh cảm thấy là không có bị lo lắng về cái chuyện là không khéo tay của mình, thì em sẽ đưa ra những từ khóa và anh sẽ hát những bài hát nào có những từ khóa đó. Dễ vậy. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với Sing Japan Spotlight. Và đây là thử thách dành cho ca sĩ Hồ Trung Dũng. Đó là chúng ta sẽ phải gấp hình chú hạt như thế này. Nghệ thuật gấp giấy origami. Đây ạ, mời anh. Được không anh? Chắc được, nhưng mà ổn, nó hơi to cho anh xếp nhỏ lại một cái. Ờ, từ từ mình bắt đầu cái xong mình làm, xong rồi trong quá trình đó mình hát nữa. Em muốn làm gì em làm đi. Bây giờ ok, bây giờ là anh hát đi nè. Bây giờ từ khóa đầu tiên nhà nó là tình yêu. Cái này dễ nè. Tình yêu là đây. Trời ơi, đúng bài hát của mình luôn. Khi anh thấy em yêu. Rồi, mùa thu. Đổi liền. Em có nghe mùa thu mưa bay, mưa giăng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. Người yêu dấu. Người yêu dấu ơi, về đây với tôi. Nắm lấy bàn tay tôi trong đêm này để giá buốt thôi về đây. Thôi. Bóng tối. Cần đêm trắng để chút vơi lòng đây. Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tôi. Ủa sao càng xé nhỏ lại vậy anh? Đâu có đâu xé đâu, anh xếp rồi. Anh đang xếp nè. À, rồi ok. Bây giờ tiếp tục ngôi nhà. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ủa vậy thôi anh, hát tiếp đi anh. Vì em vì mà. Em dừng mà. Anh vẫn cứ tiếp tục đi chứ. Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Tà áo em. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong nắng dịu dàng. Rồi, đôi mắt. Đôi mắt. Đôi mắt không gì cả. Không có đôi mắt, bây giờ tình ca cũng được. Tình ca. Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa. Rồi, dư âm. Dư âm. Dư âm tiếng hát réo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Nhớ rõ thôi không? Rồi, nhớ em. Bài này quá dễ nè. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Rồi, đôi mắt lại. Trong bài của anh hay là bài ngoài à? Bài ngoài cũng được, em đâu có bắt luôn gì đâu. Không nhớ chứ, khó dễ sợ. Anh nói nghe không đôi mắt em. À, đúng rồi. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Rồi, gì nữa? Cái gì nữa ta? Giấy này dày quá. Ủa mà sao tự nhiên, ủa anh? Cái con hạt của người ta đang bự mà sao thì em thấy cái con hạt của anh nó chút xíu. Ủa em không hề biết là giấy càng nhỏ xếp càng khó hả? À, ý là mình đang cho thấy là trình độ cao phải không? Không có trình độ cao ở trên á, em chọn thử thách sai rồi. Tại sao? Anh từng xếp 2000 con này. Ủa để làm cái gì? Tặng người yêu. Chứ ai nữa vậy? Trời ơi. Mà ngày xưa đó là này kể ra chắc thầy toán ngày xưa chửi. Lớp 12. Lớp 12 là thầy toán trong giờ toán, mỗi lần giờ toán là Hồ Trung Dũng sẽ ngồi mặt để cứ như vậy. Tay thì như vậy. Đó, dùng đó đang y chang vậy đó. Và khoảng trong vòng 1 tháng thì xong 2000 con. Có nghĩa là vừa trong đời thì chỉ có vừa xếp hạt vừa học toán, chứ chưa bao giờ vừa xếp hạt vừa hát hết trơn á. Và nếu mà em có coi một cái MV của anh thì trong đó anh có một cái màn, đó là màn ngồi dạy người khác làm hạt giấy. Trời ơi, xuất sắc luôn thưa quý vị. Trời ơi, tưởng là phải làm một con hàng to như này đã tưởng khó rồi, ai ngờ là làm con hàng nhỏ như thế này mà còn chuẩn hơn, còn đẹp hơn nữa. Cho nên là trong đời nhiều khi mình muốn làm khó người ta, mình đầu tư một chút xíu, đúng không? Em sai rồi, em sai rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm lần này. Dạ yeah. Nhưng mà thật ra là nhờ anh Dũng chia sẻ cái câu chuyện này, em cũng mạnh dạn em chia sẻ luôn là ngày đó em cũng có gấp hạt. Vì hả? Để tặng người ấy. Người ấy thời điểm đó chứ không phải bây giờ. Được bao nhiêu con? Lúc đấy là plan của em là 1000 con. Dạ yeah. Nhưng mà em làm được nhiêu con? Em làm được khoảng đâu đó chừng 100 con. Ồ, cũng được 100 con hả? Dạ, thì bạn em nói rằng là ê, tao có mấy thủ ở nhà nè. Thế là bạn em cho em. Là lấy đồ người khác xếp. Dạ, em mượn hoa kính Phật anh ấy, là kiểu là rồi mình rồi cuối cùng người bán hoa đó có hốt người em luôn không? Dạ không, ý là cuối cùng là cũng không được tới đâu hết trơn anh. Đôi khi là cái gì thì cũng phải đến từ tấm lòng anh à. Đó, và em nghĩ rằng là cái gì nó cũng phải có sự tập luyện, đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Hồ Trung Dũng vì đã đến đây để mà tham gia cùng với lại Sing Japan Spotlight, và đã cùng với lại chương trình có được những cái câu chuyện thú vị, chia sẻ những câu chuyện hay, và đặc biệt là tham gia vào những cái thử thách mặc dù là không có làm khó được anh Hồ Trung Dũng, nhưng mà hy vọng là anh Dũng cũng đã có được những cái kỷ niệm vui cùng với lại chương trình, và dĩ nhiên sẽ có một phần quà dành cho anh. Thêm ly cà phê nữa? Không phải đâu, em đi lấy quà đây. Dạ thưa các bạn, trong thời gian Bảo đi lấy quà thì anh Hồ Trung Dũng đã thực hiện và gấp lại con hạt này theo một cái hàng chuẩn nhất. Này mới là hàng thiệt nha quý vị. Hồi nãy lúc mà Bảo cầm cái con đó vô là do sơ suất kỹ thuật cho nên là hàng FKK. Dạ, nhưng mà thôi không sao, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Và rồi đây là một cái món quà Bảo nghĩ là rất là hợp với lại anh. Bởi vì đây là một cái bộ sản phẩm văn phòng được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật. Rất là dễ thương. Quà thiệt. Quả thiệt. Đi cà phê nữa. Anh có thể mở ra coi. Rồi, mở ra nha. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ. Thực ra hôm nay cũng rất là vui, tại vì được đến để nói về cái chủ đề mà anh nghĩ rằng là không phải mình anh, không phải mình Bảo, mà là rất nhiều khán giả cũng rất là thích đất nước Nhật. Và anh em mình cũng lâu lắm rồi không có dịp ngồi lại với nhau nói chuyện, đúng không? Yeah. Mặc dù là em cũng kiếm chuyện với anh không phải nói chuyện gì. Mình phải kiếm chuyện với nhau nhiều thì mình mới có cơ hội mình gặp nhau anh à, đúng không ạ? À? Ok. Mà rõ ràng là ngày hôm nay không có một cái thử thách nào có thể làm khó anh Hồ Trung Dũng được hết trơn á. Có cái vụ phim á, ngã dễ sợ. Không sao, vậy mới là chương trình để cái gì mình cũng được đúng hết thì nói. Rồi vậy. Cái này mở làm sao? Chỗ này gói kỹ lắm. À, đây, đó. Ok. Đó. Wow. Wow. Có thể rồi. Quá tuyệt vời. Đây, cái điều đặc biệt nữa. Cái điều đặc biệt nữa là đây là cái đồ. À. Rồi xài sao? Dính vô, đóng lại rất là gọn. Hoặc là nếu như mà anh cảm thấy là anh không có xài hết bất cứ cái nào trong đây thì anh có thể mở ra. À, anh tưởng anh nói là em nói vậy. Anh vừa mới nói là anh tưởng là em demo để mà cho em nữa. Nói chung là vớt vát không có cái vé bay thì cũng được một nửa cái hộp văn phòng phẩm. Thôi nhưng mà rõ ràng là đây là một cái điều chứng minh một lần nữa là người Nhật họ có rất là nhiều những cái sản phẩm độc đáo, đúng không ạ? Và nếu như các bạn muốn nhận những cái phần quà như thế này thì có thể là bấm like, comment cũng như subscribe vào chương trình, và có thể lên trên fanpage là Irally Japan để các bạn có thể tham gia những thử thách và nhận về rất là nhiều những cái phần quà độc đáo từ đất nước Nhật Bản. Và đến đây thì một lần nữa xin được cảm ơn anh Hồ Trung Dũng vì đã dành thời gian đến với lại Sing Japan Spotlight. Cảm ơn Bảo và cảm ơn tất cả các vị khán giả đã lắng nghe hai anh em nãy giờ nói chuyện trên trời dưới đất và cũng giỡn hết tùm lum. Thực ra là những cái việc như thế này rất là hiếm đối với Dũng, nhất là trong sau thời gian mà bị giãn cách xã hội, cho nên Dũng thật sự cảm thấy rất là vui. Và kính chúc mọi người trước chia tay thì trước hết là thật nhiều sức khỏe, và hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau để có những cuộc nói chuyện khác, trao đổi những đề tài khác về nước Nhật. Dạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi Sing Japan Spotlight. Và quý vị hãy nhớ bấm nút subscribe để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo với sự xuất hiện của rất nhiều những vị khách mời đặc biệt tại chương trình quý vị nha. Đến đây thì Quang Bảo và anh Hồ Trung Dũng xin được phép gửi lời chào. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau ạ.